Bộ em tưởng anh Vân này đứng ở đó cũng có thể ngủ được hay sao hả em Thanh? À, anh Vân à, anh đã khỏe lại rồi hả? Tất nhiên hả? Rồi, anh còn trẻ mà. Mấy ngày thôi đã khỏe lại gần hết rồi. Anh không có cái gì giỏi hết, giỏi nhất là tự khoe khoang. Ra ngoài chơi không hả? Đi đi đi. À đi đi. À, qua đây qua đây. Ê, vui quá à. Ê, nè nè, anh qua bắt cho em nha. Hả? À, bắt đi. Được rồi, à, được rồi, được rồi. Em Thanh à, em coi nè, bắt được rồi, bắt được rồi. Con thỏ này mập lắm đó. Nè, nè, nè. Tối nay nấu ăn tối nha. À, dễ thương quá. Ây da, bị cháy rồi. Lẹ lên, ây da, lửa cháy lớn quá. Lần này chắc bị cháy chết rồi. Anh Thanh, anh Vân. Cẩn thận anh Vân. Ây da, sao anh ngủ quá vậy? Anh đi dùng tay đập lửa. Anh có sao không hả? Ủa, sao tay của anh không có gì vậy? Có thấy đau chút nào? Hả? Anh thì không đau hả? À đúng đó, khoan nói đã. Bây giờ em lấy lửa thử đốt tay của anh coi. Thử đi, thử đi. Ê, bộ anh điên rồi sao? Ê, sao mà em nhát quá vậy? Anh tự mình làm thử. Chà, thì ra sau khi anh bị sấm đánh không sợ lửa nữa. Em Thanh à, anh không sợ lửa nè. Điện hả? Không lẽ trời ban cho anh? Để em đi nói cho Dượng nghe nha. Nếu võ công có tiến bộ thì khác chứ. Chuyện nhỏ như vậy nói làm gì chứ. Anh nói cũng đúng. À, không nói thì không nói. Nè, sau này thường theo anh đi chơi sẽ được ăn nhiều đồ ăn ngon đó. Anh Vân à, ngày nào anh cũng lo đi chơi như vậy, bộ anh không tính cho tương lai của anh sao? Tương lai xa lắm, cần gì phải tính chứ. Bộ anh không muốn thừa kế chức bảo chủ của Dượng sao? Ê, võ công của anh kém như vậy làm sao làm bảo chủ chứ. Võ công có thể tập mà. Ê, tư chất của anh không tốt, tập cũng vô ích thôi. Hừ, anh muốn kiếm cớ chứ gì, không có chút chí lớn nào hết. Có lẽ em nói đúng đó. Anh là đàn ông con trai, không có chút chí hướng nào hết. Bộ anh tính... Tính cái gì chứ, hả? Không nói nữa, anh tự mình suy nghĩ đi. Nghĩ không ra. Ê, anh đi lấy củi, em cầm chừng ăn được rồi đó. Ê, trong rừng này không ngờ có cô gái đẹp như vậy xuất hiện hả? Đẹp quá, đẹp quá. Các người là ai vậy? Đừng có nói nhiều nữa. Lên. Anh Vân,
Tụi nó sợ lửa đó. Vậy đủ chứng minh là anh có tư chất học võ rồi. Nếu như anh chịu khó cố gắng học võ sẽ đánh thắng mấy sư huynh của anh đó. Anh chỉ là vừa bậy thôi. Ê, mua thì nhanh ta lên nha, tôi làm cái đó. Tất nhiên là nhị sư huynh thắng. Tôi nói lần này anh ngồi vững chức tăng bảo chủ rồi. Nhị sư huynh cơ hội cao nhất đó, 1-1 thôi nha. Vậy hơi ít đó. Vậy tam sư huynh sao hả? Tam sư huynh 1-1 Tam sư huynh hả? Tam sư huynh cơ hội cũng cao, 1-2 đi nha. Đại khái như vậy đi hả? Ta tứ sư huynh 1-1 thôi hả? Nhớ chưa hả? Sao anh không nói đại sư huynh 1-1 vậy? Đại sư huynh thắng mới là lạ đó. Anh bái sư sớm nhất, nhưng mà tư chất hình như bình thường thôi, không có gì tiến bộ cả. Đâu phải, anh cũng siêng năng tập võ lắm mà. Siêng tập thì sao chứ hả? Phải tùy theo khiếu học của mỗi người. Tập nhiều thì có thể thành tiên hay sao? Đúng rồi đó, lần này chắc đại sư huynh tham gia cho có mà thôi. Nếu tôi mua đại sư huynh sẽ đi bao nhiêu hả? 1-10 đi. Giờ tôi cá đại sư huynh. Sao ngu quá vậy? Chuyên mau làm chuyện không thể làm. Anh cá đại sư huynh thắng à? Nếu mà cá đại sư huynh thắng thà là lấy tiền liền xuống biển còn sướng hơn. Mặc kệ nó đi, nó muốn cho tiền tôi xài cũng không cho sao. Tôi cá đại sư huynh. Còn anh? Nhị sư huynh. Tôi cũng nhị sư huynh. Tất nhiên cái gì sư huynh thắng. Tôi nói anh ngồi vững chức tầng mọi chuyện rồi. Đại sư huynh thắng mới là chuyện lạ đó. Anh bái sư thì sớm nhất, nhưng mà tư chất thì bình thường, đâu có gì tiến bộ đâu. Đúng rồi, lần này chắc đại sư huynh tham gia cho có mà thôi. Anh cá đại sư huynh thắng à? Đúng vậy. Nếu anh cá đại sư huynh thắng thà là lấy tiền dục xuống biển còn sướng hơn. Ta không thể nào cho họ có được. Ta nhất định phải làm bảo chủ. Ta phải thắng. Ta phải thắng. Ta nhất định phải thắng. Ta nhất định phải thắng. Nhân sâm ngàn năm thì ra ngựa đây. Vì trị vết thương của ta, nhân sâm ngàn năm, ta nhất định phải ăn người. Người biết ta. Tôi là đại đệ tử của Đào Nguyên Bảo. Tất nhiên tôi biết không? Tôi xin anh cứu tôi đi. Tôi đã trúng độc rồi. Không, đã trúng độc. Thiệt. Tôi đấu với sư phụ của anh. Nguyên khí hao mòn. Đáng lẽ tôi dùng nhân sâm ngàn năm trị thương. Ai ngờ nhân sâm có độc. Con bị con rắn cắn tôi nữa. Tôi xin anh
hãy cứu tôi, cứu tôi đi. Ngươi cho giấy sư phụ của ta, tại sao ta phải cứu ngươi chứ? Nếu anh chịu cứu tôi, chuyện gì tôi cũng chịu hứa, tôi chịu hứa. Muốn ta cứu ngươi cũng được, nhưng mà câu hồn xích luyện trảo của ngươi truyền hết cho ta. Câu hồn xích luyện trảo của ta là do công động môn, không có được, ta không thể. Vậy thì thôi, đừng gặp nữa. Khôn à, ta chịu hứa, ta chịu hứa, ta chịu hứa. Nhưng mà ta không tin ngươi đâu. Làm sao anh mới tin tôi được? Ta chia thành 10 ngày trị thương cho ngươi, nhưng mà nội trong 10 ngày ngươi phải giải hết xích luyện trảo cho ta. Gấp vậy hả? Phải, 10 ngày sau là Tăng Bảo Chủ lôi đại chiến, ta không thể chờ nữa. Được, thì ra anh nóng lòng muốn thắng. Được, được, tôi sẽ giải cho anh. Sư phụ, bây giờ sư phụ thấy sao ạ? Bây giờ vết thương của ta đã khỏe lại gần hết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta có thể dạy câu hồn xích luyện trảo cho người. Cảm ơn sư phụ. Dùng trưởng trước, dùng trảo sau. Đánh hồng, thử dương, làm lại. Sao không dùng chú tâm võ hả? Ông gạt tôi. Mấy chiêu ông dạy tôi đâu phải là câu hồn xích luyện trảo. Mấy ngày nay ta cư xử với người ra sao ngươi còn không tin cậy ta? Nếu không phải tại sao tôi luyện tập mấy ngày nay, chủ của tôi vẫn là như vậy. Ngươi muốn tập thành công, ngươi nhất định phải chặt cánh tay xuống. Ông Lão Phu cũng nói chuyện với ngươi đâu. Chết trước sống lại sao? Mức tối cao của câu hồn xích luyện trảo là tàn phế trước công sao? Tàn phế trước tấn công sao? Đúng vậy. Muốn tập thành công nhất định phải chặt cánh tay xuống, rồi mới kiếm bàn tay nào có nốt ruồi nối lại. Ngươi dám thử không hả? Có tướng người nào hữu duyên không lấy đồng xu nào cả. Nếu bàn tay của vị nào có nút ruồi, bổn tướng sĩ sẽ không lấy đồng xu nào cả. Ê, kẹt là bàn tay tôi không có nút ruồi. Nếu như không là tướng sĩ coi cho tôi, không cần lấy tiền nữa. Biết đâu người nào bàn tay có nút ruồi là tướng phú quý. Đừng có nói nữa, đi đi. Nếu bàn tay của vị nào có nút ruồi, bổn tướng sĩ sẽ không lấy một đồng xu nào cả. Và có tướng cho vị đó. Nếu bàn tay của vị nào có nút ruồi, Tướng sĩ à. Xin chờ lát. Bàn tay của tôi có nút ruồi nè, có phải cô tướng không lấy tiền không? Coi chỉ tay của anh, anh bị tai nạn huyết quang đó. Nội trong 3 ngày, anh coi chừng sẽ bị giết. Ngươi nói bậy, Lý Nhị này không kết tụ với ai, ai giết ta chứ? Ngươi không lấy tiền, ta không công cho ngươi coi đâu.
Phu nhân à, anh về tới rồi. Có cơm ăn chưa? Đói bụng quá. Sắp ăn được rồi. Anh đừng có hối em mà. Làm từ sáng đến tối, việc nhà làm không hết. Anh cho gà ăn trước đi. Sao hả? Nguyên muốn đổi ý, bây giờ vẫn còn kịp. Tôi phải tập thành câu hồn xích luyện trạo, phải đoạt cho được chức đầu Nguyên Bảo Chủ. Được, có chí khí. Theo như vậy, con thật sự học được võ công của sư phụ rồi đó. Cảm ơn sư phụ dạy con. Hai chúng ta có duyên phận, nhưng mà cũng phải nhất kỳ. Câu hồn xích luyện trảo giờ mới thành hình, con chưa đủ công lực, nội lực cũng chưa đủ. Con phải luyện tập cho nhiều, con hiểu không? Dạ sư phụ. Ngày mốt là lôi đài chiến, mấy sư huynh đệ đang tích cực tập võ đó. Công tử à, sợ lúc nào cũng không thấy công tử tập võ vậy hả? Dù cháu có tập cũng thắng được họ đâu, vậy chân sướng hơn. Công tử à, làm như vậy tức là đưa người khác lên để hạ mình xuống rồi. Sự thật là vậy đó mà. Ê, bác Trung, bác Trung, bác còn nhớ không hả? Hôm mà cháu rút kiếm, cháu định rút cây Thiên Long thần kiếm đó ra, lập tức bị nội lực của thần kiếm pháp từ thần kiếm dỗ cháu đi chỗ khác đó. Nhớ chưa, công tử bị té đau lưng còn mời đại phu về chuẩn trị nữa đó mà. À đúng đó, à, bữa đó trước mặt mọi người là mắc cỡ ghê đó. Công tử à, nếu công tử chỉ nghe lời cha công tử nói à, cố gắng tập võ đâu đến nỗi bị như vậy chứ. Ê bác Trung à, thôi đi, nhưng mà nói thật tình nha, cây Thiên Long thần kiếm này lợi hại lắm đó. Lần trước tay của cháu chưa đụng tới đã có cảm giác là bị lửa cháy rồi đó nè. Cũng như lần trước vậy, cảm giác kỳ lạ lắm đó. Tay của cháu đã bị lửa cháy qua. À bác Trung à, bác đoán coi bây giờ cháu rút được hay không hả? Công tử đừng có thử nha, bộ không sợ sao hả? Ê, sợ cái gì chứ, đã bị hai lần rồi, không chết đâu. À, bác Trung, cháu rút được rồi. Công tử làm được rồi hả? Có thể thừa kế chức bảo chủ rồi. Cháu không làm bảo chủ đâu. Ây à, sao công tử nói như vậy hả? Lão gia đã từng nói qua rồi, nếu người nào rút ra được cái Thiên Long thần kiếm này đó, thì người đó sẽ là Đào Nguyên bảo chủ thôi. Cháu không làm bảo chủ đâu. Bác Trung à, cháu xin bác giữ cái bí mật này dùm cháu đi, để coi lôi đại chiến quyết định ai làm tất bảo chủ sướng hơn. Vậy đâu có được. Bác Trung à, cháu phải nói làm sao bác mới chịu hứa chứ hả? Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Nè, vậy coi như là bác chịu hứa đó nha.
Nè nè, theo cháu qua đây, theo cháu qua đây, mau lên. Ai võ công cao nhất, người thắng lợi cuối cùng sẽ là tông bảo chủ của đạo Nguyên Bảo. Lôi đại thí võ giờ xin bắt đầu.优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive。作笑傲，潜伏血路谁知道？